Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, buổi sáng là thời điểm quan trọng nhất trong ngày để có thể bổ sung năng lượng, giúp chúng ta có một sức khỏe tốt, một trí óc minh mẫn cùng một nguồn năng lượng dồi dào cho một ngày dài làm việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng tận dụng tốt được khoảng thời gian này cho cơ thể của mình. Vậy chúng ta nên chọn loại nước uống nào để có thể bắt đầu một ngày mới? Theo các chuyên gia, bạn nên uống nước ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng để kịp thời bù nước cho cơ thể và khởi động một ngày mới đầy sức sống. Và loại nước tốt nhất được các chuyên gia khuyên dùng không đâu khác chính là nước lọc tinh khiết. Bạn hãy cùng tìm hiểu những lợi ích khi uống nước lọc vào buổi sáng dưới đây để có thể bắt đầu xây dựng cho mình một thói quen uống nước nhằm đảm bảo sức khỏe quý vị nhé. Thưa quý vị, việc sử dụng nước hợp lý sẽ mang lại những lợi ích kỳ diệu với sức khỏe mà bạn chưa từng biết. Việc uống nước đủ mỗi ngày là việc rất quan trọng để giúp cơ thể duy trì sự sống, chăm sóc da, làm đẹp và phòng chống bệnh tật. Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa Nhật Bản đã phát hiện ra rằng nước tinh khiết thực sự là một loại thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm một lát chanh hoặc trà có chứa polyphenol vào trong cốc nước nhằm giảm hoạt động của gốc tự do, những nguyên tử hay phân tử bị mất đi một điện tử ở lớp vỏ ngoài cùng trong cơ thể. Lợi ích thứ nhất, giảm cân. Uống nước giúp tăng cường quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng, trao đổi chất, do đó mà bạn sẽ có cảm giác no và không thèm ăn. Đặc biệt, khi bạn cảm giác lạnh, cơ thể sẽ phải làm việc để làm ấm nước trong cơ thể lên, quá trình này sẽ đốt cháy thêm calo. Chính vì vậy, thay vì sử dụng những đồ uống nhiều calo thì bạn hãy uống nước lọc mỗi ngày. Uống nước trong bữa ăn sẽ giúp bạn không cảm thấy đói và ăn ít hơn, nhanh no, giảm sự thèm ăn. Do đó, với tác dụng này có ý nghĩa quan trọng với những người bị béo phì. Đây là cách giảm cân hiệu quả mà không cần sử dụng thuốc. Lợi ích thứ hai, giúp giảm căng thẳng. Khoảng 85% mô não của bạn là nước. Nếu bị mất nước, cơ thể và tâm trí của bạn sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng và cảm giác rất mệt mỏi. Khi bạn thấy khát thì đây là dấu hiệu cho thấy bên trong cơ thể con người đã trở nên thiếu nước trầm trọng và việc này thì khá nghiêm trọng. Để hạn chế sự căng thẳng khi mất nước, bạn hãy chuẩn bị cho mình một bình nước ở nơi làm việc và hãy uống nó nhiều lần trong ngày. Mỗi ngày uống khoảng 1,5 đến 2 lít nước. Lợi ích thứ ba, tăng cường cơ bắp. Uống nhiều nước sẽ giúp cơ bắp to hơn, săn chắc và ngăn ngừa chuột rút cơ bắp, cũng như bôi trơn các khớp xương trong cơ thể. Ngoài ra, khi bạn uống nước, bạn có thể tập thể dục lâu hơn, khỏe mạnh hơn mà không cần cảm thấy mệt mỏi. Lợi ích thứ tư, nuôi dưỡng làn da của bạn. Nước có tác dụng giữ ẩm cho da, làn da mịn màng và trắng sáng hơn. Trời nắng có thể khiến bạn bị mất nước nhiều do tiết mồ hôi. Mất nước khiến bạn bị mệt mỏi, vì vậy cần bổ sung nước để giúp cơ thể bạn loại bỏ mệt mỏi. Uống nước giúp tim bơm máu hiệu quả hơn, giúp vận chuyển oxy trong máu và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác cho các tế bào của bạn. Khi bạn bị mất nước, làn da của bạn sẽ lộ rõ những nếp nhăn và sớm bị lão hóa. Hơn thế nữa, nước còn làm các mạch máu lưu thông không bị nổi rõ, khiến da của bạn trông tự nhiên và khỏe mạnh hơn. Bạn có thể tự mình cảm nhận điều này sau một ngày uống thật nhiều nước, làn da của bạn trông sáng và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Chính vì vậy, có thể nói nước là một loại kem làm đẹp tự nhiên hiệu quả mà đơn giản, tiết kiệm hơn bất kỳ một loại mỹ phẩm nào. Nước còn có tác dụng loại bỏ các tạp chất, cải thiện lưu thông lượng máu, giúp làn da của bạn mịn màng và đẹp hơn, cũng như có tác dụng giữ ẩm cho da. Lợi ích thứ 5, loại bỏ độc tố. Uống nước sẽ giúp cơ thể bạn được thanh lọc loại bỏ các chất thừa cũng như các loại độc tố. Khi bạn uống đủ nước, các độc tố không chỉ thông qua hệ tiêu hóa, còn được loại bỏ ra khỏi cơ thể thông qua việc tiết mồ hôi. Hệ thống thận của chúng ta là cơ quan duy nhất lọc nước và nó hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nước trong cơ thể để hoạt động. Do vậy, uống nước đủ và đều đặn hàng ngày là điều cần thiết để thận hoạt động hiệu quả, nhất là đối với những người cao tuổi. Lợi ích thứ 6, thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Nước đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tiêu hóa của bạn. Nước giúp hòa tan chất thải và đưa xuống đường tiêu hóa cho bạn. Nếu bị mất nước, cơ thể của bạn sẽ hấp thu tất cả các nước để bù lại lượng nước đã mất, khiến ruột già của bạn khô và làm cho việc đại tiện của bạn khó khăn hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến bạn thường xuyên bị táo bón. Lợi ích thứ 7, ngăn ngừa sỏi thận. Nước làm loãng muối và các chất khoáng trong nước tiểu của bạn, một nhân tố hình thành các tinh thể rắn được gọi là sỏi thận. Tuy nhiên, sỏi thận không thể hình thành trong nước tiểu pha loãng, do vậy khi bạn uống nhiều nước sẽ giảm nguy cơ mắc các sỏi thận. Lợi ích thứ 8, cải thiện tuần hoàn máu. Một cốc nước ấm mỗi sáng có thể nhanh chóng đào thải lượng muối tích tụ trong cơ thể chỉ sau một đêm, làm loãng độ đặc của máu, từ đó giúp giảm huyết áp, phòng chống đóng cục máu ở các động mạch của tim, não, tránh nguy cơ tai biến. Lợi ích thứ 9, nâng cao chất lượng giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng người thường xuyên uống nước ấm vào buổi sáng sẽ có giấc ngủ ngon và sâu hơn vào buổi tối. Uống một ly nước ấm trước khi đi ngủ 45 phút đến 1 giờ không những giúp cơ thể thoải mái, thư giãn, giảm cảm giác thèm ăn mà còn giúp tránh đột quỵ và đau tim.
Thế nhưng uống bao nhiêu nước là đủ? Bao nhiêu là đủ cho một cốc nước vào buổi sáng? Nếu như mỗi ngày bạn cần uống từ 7 đến 8 cốc nước, tương đương với 2 lít nước trên một ngày, thì mỗi buổi sáng bạn nên bổ sung 300ml nước để giúp cơ thể duy trì sức khỏe một ngày. Lượng nước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo khối lượng vận động của cơ thể và nhiệt độ của thời tiết. Vậy uống nước nóng tốt hơn hay uống nước lạnh thì tốt hơn? Nhiều người có thói quen uống nước lạnh vào buổi sáng và coi đó là phương pháp hữu hiệu để giúp tinh thần sảng khoái hơn. Thực tế, nhiệt độ nước quá thấp không hề có lợi cho sức khỏe. Lúc này dạ dày đang rỗng, nước quá lạnh hoặc quá nóng đều sẽ kích thích và gây khó chịu cho dạ dày. Theo một số quan điểm của Đông y Trung Quốc, thì việc thường xuyên uống nước lọc để lạnh vào sáng sớm khi tỉnh dậy sẽ khiến phụ nữ dễ mắc chứng đau bụng kinh, tắc kinh, đàn ông suy giảm khả năng sinh lý cũng như liệt dương, xuất tinh sớm. Do vậy, tốt nhất là hãy lựa chọn nước có nhiệt độ tương ứng với nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, vào mùa đông, bạn nên uống nước ấm để đảm bảo sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng nước đun sôi để nguội ở nhiệt độ 20 đến 25 độ C là lý tưởng nhất bởi vẫn giữ được các nguyên tố có lợi cho sức khỏe, dễ dàng thẩm thấu qua màng tế bào và thúc đẩy quá trình chuyển hóa mới, tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Bạn nên bắt đầu xây dựng thói quen uống nước vào buổi sáng để nhận được những lợi ích cho sức khỏe. Nếu bạn cảm thấy chưa quen với việc uống nhiều nước thì có thể tập uống một ít nước trước, sau đó tăng dần lên. Bạn hãy đón chào ngày mới tràn đầy năng lượng với những ly nước tinh khiết để làm việc thật năng suất và hiệu quả. Thưa quý vị, phải thừa nhận rằng uống nước vào buổi sáng là một thói quen tốt rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế buổi sáng vừa thức dậy, không phải uống nước gì cũng tốt và sau đây là một số loại nước cấm kỵ uống buổi sáng, kẻo gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, nước hoa quả. Không ít chị em phụ nữ thích uống một cốc nước ép hoa quả tươi vào buổi sáng với mục đích làm đẹp. Đây là một cách làm không đúng. Thứ nhất, do nước hoa quả rất ngọt nên uống khi bụng đói sẽ cảm giác thèm ăn, mất đi gây ảnh hưởng tới việc ăn bữa sáng. Thứ hai, do cơ thể thích môi trường ấm áp, đặc biệt là vào tháng sớm nên nếu uống đồ uống lạnh sẽ kích thích đường ruột, gây ảnh hưởng đến việc hấp thụ tiêu hóa. Thứ hai, nước uống có ga. Nước uống có ga không những không cung cấp thành phần nước mà cơ thể cần vào sáng sớm mà còn làm gia tăng tốc độ bài tiết canxi trong quá trình trao đổi chất và tăng nhu cầu của cơ thể đối với nước. Chính vì vậy, sáng sớm không nên uống nước có ga. Qua đó, có thể thấy đồ uống tốt nhất với cơ thể mỗi sáng khi thức dậy chính là nước lọc. Thứ ba, nước trà để qua đêm. Nước trà đã pha nếu để lâu sẽ khiến các chất trong trà như axit amin, các loại đường trở thành dưỡng chất giúp vi khuẩn và nấm sinh sôi phát triển. Không chỉ vậy, các thành phần dinh dưỡng có trong nước trà như polyphenol, vitamin cũng sẽ xảy ra phản ứng oxy hóa, khiến các thành phần chống oxy hóa trong nước trà bị kém đi, từ đó làm giảm giá trị dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe của trà. Vì vậy, sau khi thức dậy, không nên uống nước trà đã pha từ hôm trước. Thứ tư, nước muối loãng. Sở dĩ mọi người còn dùng nước muối loãng làm nước uống đầu tiên sau khi thức dậy, chủ yếu là do tác dụng làm giảm chứng táo bón của nó. Nhưng chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng nếu chỉ dựa vào đó thì không thể chữa trị triệt để chứng táo bón mà còn phải kết hợp với việc điều chỉnh ăn uống hợp lý. Hiện nay, lượng hấp thụ natri của mỗi người tương đối cao. Khi cơ thể trong tình trạng không thiếu muối, nếu tăng việc hấp thụ muối sẽ khiến cơ thể cảm thấy khô miệng. Sáng sớm là thời điểm huyết áp cao bất thường, nếu uống nước muối sẽ khiến huyết áp tăng cao. Vì vậy, những người bị bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch, chức năng thận bất thường thì càng không nên uống nước muối sau khi thức dậy. Thứ năm, nước mật ong. Có người cho rằng nếu sáng sớm uống nước mật ong sẽ làm giảm chứng táo bón, thế nhưng uống khi dạ dày trống rỗng thì lại không thích hợp. Các bác sĩ chuyên khoa cho biết rằng trong mật ong có chứa lượng lớn fructose và glucose khiến đường huyết tăng cao, làm cơ thể không có cảm giác đói, nên ảnh hưởng đến việc hấp thụ bữa sáng. Ngoài ra, fructose trong mật ong phải thông qua trao đổi chất để chuyển hóa thành glucose mới được cơ thể hấp thụ. Do đó, nó sẽ mất đi tác dụng bài trừ độc tố trong cơ thể của cốc nước đầu tiên vào buổi sáng sớm và chất dinh dưỡng trong mật ong cũng không được hấp thụ một cách hiệu quả. Vì vậy, sau khi thức dậy, không nên uống nước mật ong khi bụng còn rỗng. Bạn có thể uống một cốc nước lọc ấm, 10 phút sau hãy uống nước mật ong. Ngoài ra, bạn cũng có thể phết mật ong lên trên bánh mì để ăn trong bữa sáng. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.